Alo, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái file tính tường chắn trọng lực. Mà cái file tính tường chắn trọng lực thì chúng ta thấy mình sẽ có cái loại khác là tường chắn trọng lực sẽ gồm hai loại, một loại tường đứng và một loại tường xiên. Thì hôm trước mình sẽ đây chúng ta mình sẽ mở hai cái file này. Đây là loại tường xiên. Đây là loại tường xiên này. Và đây là loại tường thẳng. Ok. Mình sẽ mở hai loại này lên để chúng ta tiện xem và theo dõi. Thì đây, đầu tiên mình sẽ mở cái hình ảnh. À không phải, cái này. Tường này. Tường đứng, tường xiên và tường đứng. Ok. Sẽ mở. Đầu tiên thì về hình dáng chúng ta cũng xem so sánh giữa cái loại tường xiên và tường đứng này. Đây chúng ta thấy tường xiên đây là cái mặt xiên này, là đất đắp ở phía mặt xiên này. Đây chúng ta có thể xem fill cut cho nó rõ. Rõ hơn. Đây mình mở fill cut. Đây thì chúng ta cùng theo dõi này. Đây. Một loại tường là đây chúng ta thấy sự khác nhau của hai loại tường này. Chúng ta thấy một loại tường là áp lực đất đắp, nó sẽ đắp bên áp lực đất đắp là phía bên cái tường xiên này. Loại này là loại tường chắn trọng lực tường xiên. Đây, còn một cái loại là áp lực đất sẽ đỡ đắp bên cái vết tường đứng này. Đấy, đây tường xiên và đây là áp lực đất đắp lên tường đứng. Đấy, đây là có hai loại này khác nhau các bạn nhé. Đây loại hồi trước thì loại một mình đã làm hồi trước là loại tường xiên này. Thì bây giờ mình cập nhật thêm loại tường đứng này. Hai loại tường đứng áp lực đất đây. Ok. Thì chúng ta đây là loại tường xiên là như cũ rồi nhé. Và mình sẽ mở cái loại tường đứng lên. Đây thì mình có một cái bản ví dụ của một bạn làm với loại tường xiên đây. Đây thì bạn có bảo là đối với bạn là đất bạn là tường chắn, đây là tường chắn của đất đào, đây là nền đào, cho nên là ở dưới cái nền đào thì nó có lớp đất, thì nó có nhiều lớp đất khác nhau. Như lớp đất đắp này không phải là một lớp đất đắp mà nó là nhiều nhiều lớp đất đắp khác nhau. Thì đang file tính của mình thì có gồm chỉ một lớp đất đắp đồng nhất thôi. Thì đối với các bạn thì nếu mà file chắn file nếu mà tường chắn của bạn có nhiều lớp đất đắp khác nhau thì các bạn nên quy về về một cái lớp đắp trung bình nhé. Thì công thức thì các bạn có thể lấy là chiều dày của từng lớp nhân với thông số của từng lớp cộng lại tổng lại rồi các bạn chia cho tổng tổng chiều dày của lớp đất. Thì các bạn sẽ ra cái thông số là trung bình. Quy về cái các lớp đất về một cái lớp đất trung bình. Ok. Thì đây. Thì cái này thì chúng ta sẽ nhập thông số như sau. Thì đầu tiên là các bạn xem vào hình như các bạn thấy á. Thì ở đây mình có thấy cái bản này, bản két của bạn thì bạn có thể bản cho ở dưới là đá xây vữa xi măng. Sự khác biệt giữa tường đứng này với cái file này với file hồi trước là đây bạn file của bạn là bạn cho bệ móng là đá xây vữa xi măng và bạn cho thân tường là bê tông. Thì đây mình cũng để các bạn là loại thân tường thì bạn chọn thân tường chắn thì bạn chọn là bê tông này. Bạn có thể chọn đá học xây vữa hoặc là đá xây vữa hoặc là bê tông. Nên loại móng tường chắn thì các bạn ở đây như các bạn này thì bạn chọn là đá xây vữa. Đây, cái này. Đây, có hai loại.
Đây, đá xê vữa. Thì bên này không có một cái, mình xóa bên này. Cái này mình data cho cái này. Data xóa cái này. Clear. Ok. Mình xem ảnh hưởng có bị ảnh hưởng gì không. Ok, đây thì nó bảo là đá xe vữa, đây là bê tông. Ok, thì đây bạn có thể chọn loại thân tường chắn và móng tường chắn, và bạn chọn các thông số là H này, bạn nhập các thông số là H, B này, B này, rồi B1 này, B1 là đỉnh này, B2 là đây này, phần đây này, B3 là tường thân này. Đấy, B4 này là bên này, T1 này, T1 là đây, T2 là đây. Đấy, còn M là hệ số 1 chia đất đắp ở đây là 1 chia 2 hay là 1 chia 1 hay là 1 chia 3 hay là 1 chia mấy. Thì các bạn, ví dụ đất đắp đây là 1 chia 2 này, thì đối với các bạn mà chọn đất đắp 1 chia 1 nhá, thì có giá trị này là các bạn không tính ra đâu này. Đắp 1 chia 1 có những cái loại mà đối với đất đắp 1 trên 1 thì chúng ta không tính, cái giá trị ở đây sẽ tính không ra này. Đây, cái giá trị này nó không tính không ra, bởi vì công thức ở đây là nếu 1 trên 1 thì các giá trị này nó tính ra là âm, cái giá trị trong căn là âm, cho nên là nó không xác định cái tổng số này. Cho nên là bạn phải nhập giá trị m sao cho nó cho công thức này xác định được nhé. Ok, đây là một lưu ý. Đấy, bạn nhập đây là thường độ dốc đất đắp là 1/2 chẳng hạn. Đây, tính chiều dài cho một chiều dài mét này, chiều dài tường chắn này. Đấy, đây H1 là từ dài từ đỉnh, từ cao từ đỉnh cho đến cái mặt trên này, mặt đỉnh của tường đắp. Hoặc là trên này nếu có xe chạy thì, nếu trên này có xe chạy nhé, thì ở dưới các bạn này là các bạn là sẽ nhập hoặc tại là một trường hợp mà không có xe chạy. Nếu kiểu các bạn làm ví dụ như đây, các bạn này làm là tường chắn nó đắp ở xe chạy dưới này rồi, trên này là chỉ đất đồi thôi, trên này chỉ đất đồi không có xe chạy như thế này, thì các bạn lại nhập vào đây là hoặc tại là HL trên 3 là không, không cho hoặc tại HL trên 3. Ok, tiếp theo đây, H là từ đây đến đây nhé, H1 nhé. Đấy, các công thức này nó tự tính cho chúng ta, bề rộng lên được. Bề rộng lề có thể chúng ta để cho bằng không. Đây, lề thì bề rộng lề thì đây chúng ta là bề rộng lề phía trên đường này. Đó, tức là để chúng ta xác định cái khoảng cách từ hoạt tải cho đến đến đấy. Thì chúng ta có thể cho đây là 0,5 chẳng hạn. Mà đối với các bạn mà không có hoạt tải ở phía trên này thì các bạn cho bằng không nhé. Hoặc là các bạn ẩn đi trường hợp này, các bạn bạn này không có hoạt tải thế này thì chúng ta ẩn bên cái này cũng được. Tiếp theo thông số này nó tự tính chúng ta này, đây là chúng ta không phải không ẩn đi. Đấy, chúng ta tính khoảng cách là khoảng cách từ mép xe đến lưng tường chắn, tức là trên này mép xe trên này đến lưng tường chắn đây này. Thì đối với các bạn mà trên này không có xe thì các bạn có thể là các bạn ẩn đi thông số này, hoặc các bạn để cũng được, nó không ảnh hưởng đến vô tính của các bạn. Ok, tiếp theo các bạn nhập trọng lượng riêng của vật liệu thân tường chắn này. Đối với thân tường chắn là các bạn ghi đây là thân tường chắn là bê tông, thì các bạn tra đây, mình có bảng tra đây, trọng lượng của một số vật liệu đây, vật liệu đây, bê tông này. Bê tông không có thép các kiểu này, thì ví dụ như đây mình cho là vật liệu thân tường chắn là bê tông thì 24,5, và trọng lượng của móng tường chắn là đá vữa, đá xây vữa thì 24 chẳng hạn. Ok, trọng lượng riêng lớp đất đắp này, rồi góc ma sát đất đắp này, rồi góc thành này, cái này là chúng ta thấy góc ma sát này có thể tra đây này, chúng ta tra
Cái này là ký hiệu là chúng ta đọc là gì? Theta độ. Ta chọn là cắt hạt mịn đến cắt hạt thô, đất sét các kiểu thì chọn 24 đến 29 đấy. Ok. Thì góc độ ma sát này bạn nào không biết nhỉ? Đối với đất cát thì cắt thô thì nó 3 30 33 trở lên, 30 trở lên. 30 32 33 35 38 gì đấy. Ok, nó tùy vào độ chặt của đất nữa. Ok, đối với cái góc này là nó tự tính chúng ta này. Tôi tính cái góc cái này, góc này đất đắp so với phương ngang này. Ok. Cái này là 90 độ này, này, bởi vì lưng của tường của chúng ta là tường tường thẳng đứng. Cái này là thẳng đứng này. Thẳng đứng cho nên là 90 độ. Tiếp theo là đất dính. Đây, lực dính của đất đắp này. Ta nhập vào lực dính của đất đắp vào. Nếu đất đất hạt rời thì không có lực dính, đất sét hoặc đất dính thì có lực dính. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập của đất nền nữa. Đây là cái đây là của đất đắp ở đây này. Thông số của đất đắp còn dưới nền này, nếu mà thông số đất khác nữa chúng ta phải ghi thông số dưới đất nền này nữa. Dưới nền này, dưới đáy. Đấy, đất nền nền. Nền ở dưới này chúng ta nhập thông số. Trọng lượng riêng, góc nội ma sát đấy của đền nền thế này, và đây là thông số của đất đắp này, đây là thông số đất nền dưới này. Ok, chúng ta chọn mực nước ngầm. Mực ngầm ở đây các bạn lưu ý là chúng ta đơn vị là mili nhé. Thì các bạn là nếu mà không có mực nước ngầm thì các bạn ghi không có mực nước ngầm nhé, ghi các bạn ghi đúng cái chữ này thì nó mới link sang bên kia mới ok nhé. Phải ghi đầy đủ là không có mực nước ngầm. Đây mình có thể ghi chú đây. Mình insert comment này to ra. Edit comment này to ra. Ok. Đây phải ghi đó. Các bạn ghi này, không có mực nước ngầm rõ ràng. Hoặc là các bạn để mực nước ngầm bao nhiêu thì các bạn để đây nhé. Đơn vị là mili nhé. Mực nước ngầm đây là tính từ cái độ sâu đáy này, với đáy móng này đến mực nước ngầm nhé, từ đáy này. Ok, tiếp theo đây các bạn chọn hoạt tải ở phía trên này, ở phía trên này mà có xe chạy thì các bạn chọn hoạt tải, mà không có trên này không có hoạt tải thì các bạn lại không chọn là chọn bằng không. Như trường hợp của bạn này thì mình chọn bằng không này. Ok, nhập số liệu rồi, link sang đây cho chúng ta này. Ok. Tiếp theo là tính toán chúng ta này. Đấy, đây là hình tác động lực của nó. Và đây là các thông số tự động tính toán này. Mình đã lập theo công thức sẵn rồi. Mình lập theo công thức và mình tính toán đây rồi. Ok, các bạn đừng xóa vào phía thông số phía bên này nhé. Các bạn thì đừng khóa bất kỳ cái gì ở phía bên này nhé. Bởi vì bên này nó ảnh hưởng đến cái số tính của chúng ta đấy, và cũng thế tất cả các bên này cũng thế. Các bạn đừng đừng xóa bên này, tốt nhất là các bạn đừng xóa phía ngoài này. Các bạn có khung in rồi, các bạn cứ in trong này thôi, đừng có xóa ngoài này. Ok, nó tính toán tổng của chúng ta này, FT này, lực FT này là cái lực áp lực tập trung và áp lực chủ động này, và độ lệch tâm này, tính độ lập tâm E này. Ok, tính được độ lập tâm E rồi thì tính áp ứng suất thẳng đứng này. Đây là trích dẫn của công thức từ cái từ từ tiêu chuẩn này ra này, rồi tính ứng suất thẳng đứng cho chúng ta này. Rồi tiếp theo nó tính là cường độ chịu lực của đất nền này. Đây là lý thuyết tính toán này, đây là các thông số link sang này. Đấy, G đây là 39 và 81 rồi. Link sang chúng ta này. Nó trai cho chúng ta này. Link sang chúng ta này. Ta link sang chúng ta này. Đây DF là chiều sâu của móng đấy. Tính chiều sâu của móng.
Thì đây có thể chiều sâu của móng nó tính từ cái bề móng mặt mặt bề móng xuống đây này là chiều sâu của móng đấy, từ đây đến, từ cái mặt mặt đỉnh của bề móng xuống đáy của bề móng đây linh sang chúng ta rồi là H35, H35 là T2 đấy. Đấy, nó linh B cho chúng ta và L cho chúng ta. Đây trường hợp mà chúng ta chọn L, L thì chiều dài của chúng ta là bằng 1 tính cho 1 mét và B ở đây chúng ta B là 4,25 mét thì đây tính B là B có hiệu nhé. Rồi trừ trừ thông số này nè. OK, B và L. Đấy thì L 1 m thì nó tiến thành B, bởi vì B bao giờ cũng nhỏ hơn L mà. OK, đây các bạn ghi không có mực nước ngầm ấy, thì nó linh trang không có mực nước ngầm và nó ra mới ra cái số này. À, bởi vì công thức của mình là tên và đầy đủ là không có mực nước ngầm. Ví dụ các bạn để, bạn ghi đây nhé, bạn ghi mà, ví dụ là bạn ghi thiếu chữ KH chẳng hạn, đấy không có mực ngầm, thì sang bên này. Sang bên này nó vẫn ra được cho chúng ta là bằng 1 à, không ta ghi là đây là 5 có à, thì đây tại vì thông số thì đây trong trường hợp này nó cũng bằng 1 bởi vì là các thông số này đều bằng 1 hết. Thế nhưng trong một số trường hợp là nó các bạn sai đấy, các bạn phải ghi là không có mực nước ngầm á. Tên đây là không có mực nước ngầm này. Rõ ràng á. OK, hiện tại chúng ta nó tính toán chúng ta các thông số. Thông số này nó tính toán chúng ta, thông số này tính toán chúng ta. OK, tất cả tính toán chúng ta và nó tính ra cái khả năng chịu tải của đất nền. Đây thì mình đã chọn là lớp đất cát chặt vừa thì nó cỡ là 358 là hợp lý. OK, mình tra các trong các bảng tra của thì thông số này là hợp lý rồi. OK, đảm bảo khả năng chịu tải đất nền. Tiếp theo là nó kiểm tra khả năng chống lật thì theo tiêu chuẩn đây, tiêu chuẩn đây, kiểm tra chống lật chúng ta. OK, nó kiểm tra trượt cho chúng ta nữa. Đây là lý thuyết và thế này nó tính toán chúng ta là khả năng chống trượt. Đấy. Đối với đất trời thì nó tính theo công thức này và đối với dính thì không có không tính với công thức này. Thì đối với đất của chúng ta đây là đất trời cho nên nó tính ra thông số này. Đấy, nên thông số này bằng không. Còn đối với trường hợp chúng ta đất 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 nền của chúng ta là đất nền của chúng ta là đất dính thì nó có cái này công thức này nó tính ra cái giá trị này. Giá trị này bằng không. Đấy. OK, nó kiểm tra trượt cho chúng ta. Tiếp theo nó chữ K kiểm tra thông số mặt cắt cho cái tường chắn của chúng ta. Nó tính tự động tính cho chúng ta này. Trên này là lý thuyết này, xong nó tự động tính cho chúng ta. Nó tính các thông số này, nó tính ra ứng suất này, nó kiểm tra cho chúng ta này. Lý thuyết này, bảng tra này, đây là các bảng tra này. Thì ở đây đối với thân tường chắn này thì cường độ chịu thì nó phân biệt ra thân và móng móng tường chắn, bởi vì thân và móng vật liệu khác nhau nên họ phân biệt ra là thân và móng. Trường hợp mà thân, đấy mình mới thêm phân là móng. OK, thân thì đối với thân thì chúng ta kiểm tra với vật cắt là 11 này, đối với bề móng thì chúng ta kiểm tra hai rồi cắt 2 và 33. OK. Thì chúng ta kiểm tra đây đối với bê tông thì chúng ta nhập thông số. Trường hợp là bê tông ví dụ bạn đây bạn đang chọn là bạn đang chọn là bê tông Mach 150 thì chúng ta tra đây. Bê tông Mach 150 tương đứng với B12,5.
B12,5 thì cường độ chỗ nén dọc trục của nó là 7,5. Thì thầy có công thức là cường độ chiều kéo khi uốn là bằng 0,63 căn FC phải. Không phải cho ba đấy, cho mình tính ra đây số số này bạn nhập vào nhé. Đây là mình tính là không phải căn của 7,5 nhân với số 0,63. Cũng có một công thức mình thấy ở trong tiêu chuẩn 19 chuẩn lâu lắm rồi, năm 1997 á, thì nó tính là thông số này là của chúng ta là bằng ta đây là thông số cường độ chiều kéo ở chỗ nén dọc trục, kéo dọc trục nó chia ra 0,58 là nó ra cái thông số mà cường độ kéo khi uốn đấy. Nhân chúng ta thấy giá trị này nó nhỏ hơn, đây là tiêu chuẩn cũ đấy, tiêu chuẩn bữa chúng ta là áp dụng công thức này 0,63 cân đấy là bê tông. Nó kiểm tra chúng ta là ok. Tiếp theo nó kiểm tra móng chúng ta, móng của chúng ta là đá xây vữa này, thì chúng ta ở đây này cường độ chiều kéo khi uốn của đá xây vữa. Chúng ta xem đá xây vữa này, cường độ tính toán của khối đá xây xây bằng gạch đá đặc với vôi vữa xi măng. Đây là bằng gạch đá có hình dạng đều đặn, khối xây gạch đá có hình dạng đều đặn khi khối xây phá hoại qua gạch đá này. Đây là cường độ B tính toán của bê tông đã học này. Thì ở đây chúng ta đối với đá xây vữa chúng ta tra ở đây thì chúng ta lấy giá trị nhỏ hơn này theo mạch rằng đối với không không rằng đối với khối đá xây mạch nghiêng này, chúng ta tính toán với giá trị thì chúng ta lấy giá trị này 0,12, mác vữa lớn hơn bằng 5 ta lấy 0,12. Đây chúng ta nhập 0,12 vào. Đấy, chúng ta lưu ý các thông số màu đỏ này các bạn tra ở đây nhé. Đối với bê tông các bạn tra phía bên này. Đối với đá hộc xây vữa gạch đá thì bạn tra đây. Bê tông đá hộc thì bạn tra các thông số bảng 9 đến 12 đến 11 nó có các thông số này, cường độ kéo uốn đây này, cái dục trục này, cắt này, đấy bạn tra nhé. Tiếp theo thì đây là không đảm bảo này. Đây thì các bạn bạn chọn đây là đá xây vữa thì không đảm bảo, không đảm bảo chiều kéo này, bởi vì móng móng sẽ chịu moment lớn. Móng sẽ chịu moment lớn, mềm uốn khá lớn, cho nên là trường hợp mà không đảm bảo các bạn muốn đá xây vữa thì các bạn lại tăng kích thước của móng lên. Đấy, tăng kích thước của móng lên, chẳng hạn là mình đang tăng kích, bạn phải tăng kích thước của móng lên nhé. Nếu bạn không muốn sơn bao đổ bằng bê tông thì bạn muốn xây thì bạn tăng kích thước móng lên. Ví dụ mình chọn đây là 3, mình chọn đây là 1,5 chẳng hạn. Ok, mình thử xem, mình thử xem là cường độ đất nền có đảm bảo không, đảm bảo trượt này, đảm bảo khả năng chịu tải đất nền này. Đấy, và chúng ta phải kiểm tra xem là đây nó có đạt không á. Đây không đảm bảo, nó vẫn là không đảm bảo. Đấy thì các bạn nếu mà các bạn xây bằng bê tông đá hộc, à phải xây đá vữa thì bạn phải chọn kích thước lớn lên. Đây 2 4 nữa. Đây mình xem, đây đảm bảo, đảm bảo. Thì đây không đảm bảo cho cắt này. Đây mặt cắt 1 1 chứ không đảm bảo cho cắt. À, đảm bảo chụp cắt. Còn cái hai mặt cắt đá xây hộc xây vữa này nó không đảm bảo chụp cắt.
bởi vì lực cắt gây ra thì quá lớn. Mà lực cắt gây ra quá lớn. Quy chúng ta là tính quy chúng ta này. H37 Q68. Q68 ở đây của chúng ta là Q68 rồi. 37 Q68. Thì đây chúng ta thấy cái thông số lực cắt này, so với cái này, này là lực chúng ta phải nâng lên, mình được nâng kích thước lên nữa xem 3 và đây là 5 vẫn không đạt này, bạn tăng lên cũng không đạt, mình đều về lực cũ là 0,3 và 0,5 thì nó vẫn không đạt này, giá trị này nhỏ hơn giá trị này. Thì đấy, thì đối với cái bạn thiết kế là bạn thiết kế đây là đã xây vữa cho móng thì sẽ khó khó mà đạt được, cho nên đây bạn chọn là bê tông đa hộp này. Rồi, ví dụ bạn cho điện thiết bê tông đa hộp nhé, bê tông đa hộp thì chúng ta ta bê tông đa hộp này, cường độ trục kéo của bê tông đa hộp mắc 150 là trục kéo uốn là 0,25, đây là chúng ta ghi 0,25, móng tường là 0,25 cũng không đạt các bạn, đây là 0,25. Còn chúng ta ta ương suất kéo chính là 0,18, đây 0,18 đấy, thì đây nó cũng không đạt. Mặt kép 33 này không đạt thì bạn thử tăng kích thước lên, bạn cứ cho mỗi bê tông mắc được không, mắc 200 này, thì đây bạn tra này là kéo uốn à, đây là 0,2, đây là 0,2 vẫn không đạt, thì bạn thử thay đổi kích thước là các bạn thử tăng kích thước, tăng kích thước này lên là 1 xem, không đạt, cái này thì không đạt cũng không đạt, hai ba ba cái này thì đạt ok rồi, cái này ok, nên các bạn tăng kích thước lên nhé. Thì tăng không đến nỗi phải tăng 2 và 3 đâu, thì các bạn chỉ cần tăng đây là 1,5, đây là 2 chẳng hạn, đây đây thì ok, đây đảm bảo này và đây cũng đảm bảo này. Ok, chúng ta xem các điều kiện khác đảm bảo không. Đối với bê tông đá hộp mắc 200 này thì được, thì nó ok hơn là cái bạn mà chọn đá xây vữa thì rất khó mà thỏa mãn. Thì đối với bê tông đá mắc 200 thì đây là 0,27. Đấy, thì chúng ta xem các điều kiện khác có thỏa mãn không. Đảm bảo chống trượt này, đảm bảo chống lật này, đảm bảo khả năng chịu tải đất nền này. Ok, đấy là đối với đã học xây vữa. Tiếp theo là ở vậy là chúng ta đã xem xong xong rồi nhỉ, xong. Thì nếu mà các bạn chọn bê tông, ví dụ đây bạn chọn bê tông đi, bê tông đi, đây các bạn bê tông nha. Thế ở đây các bạn chọn kích thước là 0,8 và đây 1,5 xem đảm bảo không.
Đây đảm bảo chiều kéo. Ở đây là bê tông. Đối với bê tông thì giá trị này là bằng này. Chiều kéo của bê tông là đảm bảo này. Và chiều cắt của bê tông là cường độ kéo uốn, kéo chính, kéo chính và bằng 0,66 à. Giả dụ như chính nhưng bằng 0,66 chẳng hạn thì nó cũng là đảm bảo cho cắt rồi đấy. Thực ra giá trị kéo chính của bê tông nó sẽ bằng là có thể bằng đây chúng ta thấy là nó bằng giá trị kéo uốn này, kéo uốn này, thì đây nó ghi bằng kéo chính luôn này. Thì chúng ta có thể cho là kéo chính của bê tông là bằng giá trị kéo uốn luôn. Thì giá trị này rất lớn. Chúng ta thấy đối với bê tông thì chúng ta mà bố trí bê tông mắc 150 cho cái móng thì khả năng chịu lực nó là thì chúng ta có thể tiết kiệm bê tông bằng cách thay đổi cái này là 0,2 chẳng hạn, cái này là 0,5 chẳng hạn. Đó kiểm tra xem. Đây 0,2 0,5 thấy không đảm bảo về chiều kéo. Đây, không đảm bảo về chiều kéo rồi. Thì bạn tăng lên cái này lên là 0,41 chẳng hạn. Đây, thế là thấy nó đảm bảo về chiều kéo ngay. Và chúng ta xem móng nữa. Mình đảm bảo trong trượt nữa, nó thay đổi những thông số chúng ta phải xem là là chúng ta chọn là một thì nó hơi ta chọn 0,7 chẳng hạn, 0,7 chẳng hạn. Đây, móng ok này. Thì kéo ok này. Cắt cũng ok này. Đấy. Đây là chúng ta mà chọn móng bằng bê tông thì chúng ta có thể chọn mỏng hơn. Nếu mà chúng ta chọn bằng đá hộc thì chúng ta để là các bạn chọn bê tông đá hộc thì nó dày hơn. Đấy, đây là trường hợp mình để cái trường hợp là bê tông đá hộc này. Bê tông đá hộc mã 200. Thì chúng ta thấy thông số này nó sát nít 230 250 này. Sát nút này. Thông số này thì nó gần sát này. Mà ví dụ như bạn chọn đây là bê tông đá hộc mác 150 thì đây không phải 18 xem. Mới không đạt liền chênh nhau 1 năm đơn vị này. Đấy bạn chọn bê tông đá hộc. Đấy. Ok, vậy là mình giới thiệu xong cái fill tường chắn. Hai loại tường chắn là tường chắn tường, lưng tường là thẳng và lưng tường xiên. Thì các bạn có thể thiết kế tường chắn là lưng tường thẳng hoặc lưng tường xiên là được. Đây, tường xiên và lưng tường thẳng. Ở đây là lưng tường thẳng, đây là lưng tường xiên. Các bạn có thể thiết kế tường chắn trọng lực với hai cái loại này. Ok. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.